Non bo hu và tuổi ni men tuổi nha để phá xa Lào. Tại sao bánh đa là màu đỏ không phải màu trắng anh nhỉ? Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Tây Việt hỏi Đông Lào trả lời. Hôm nay khách mời của chúng ta sẽ là một cô gái đến từ quê hương Lào, rất là trẻ trung và đáng yêu, tên là Mayssa. Các ông cảm ơn tôi đi, cảm ơn thành tâm vào. Dẫn con bé đi tham quan Hải Phòng mà ăn mỗi bát bánh đa như ngày thường thôi, mà chả hiểu sao hôm nay lại cảm giác nó áp lực thế nhỉ? Cứ 10 vạn câu hỏi vì sao nhồi vào mồm thế này thì đỡ làm sao được đây? Ăn luôn hả anh? Ôi trời ơi, em ăn hai bát luôn à? Bánh đa cua trắng sao lại cái sợi nó không giống nhau nhỉ? Ở đây bọn tôi thích thế. Cái này dai hơn, với lại em thích cái này hơn, cái này nó. Thích cái này hơn đúng không? Có thế là đúng rồi đấy, nó hợp với bánh đa cua hơn. Bên Lào không có cua này đâu, bên Lào không có biển. Cái cua này ấy, nó là cái cua đồng ấy. Cua đồng á? Thế là nó ở trên đồng. À. Nó không phải cua bể, nhưng mà cái đấy chỉ là phần thịt cho thêm vào thôi. Còn phần cánh cua này là của cua đồng. Không hiểu. Ôi cuộc đời. Ôi anh ơi, cái này là con gì ấy? Có phải con tôm không anh? Nó là con tôm tích em ạ. Tôm tích á? Ừ, hay là gọi là con bề bề. Con bề bề. Bề bề. Bề bề. Thế em thử nói một câu tiếng Lào. Ví dụ như là em nói là em không biết con này là con gì ở tiếng Lào không ạ? Non bo hu và tuổi ni men tuổi nha, để phá xa Lào. Ôi cuộc đời. Non bo hu và tổ bề bề dù để phá xa Lào, các tao ơn vẫn ở đây. Tại sao bao ngang trời. Anh hiểu không? Anh không hiểu. Xem đến đây rồi thì nhớ like và subscribe kênh YouTube của tôi nhá. Leo leo đói khờm. Unde. Endomito komi chọn unde. Kao nam ma đun so.